Xin mến chào toàn thể các bác đang xem cái hàng thanh lý của bên em. Đấy. Cứ giật tít hàng thanh lý là bán chạy ngay, đúng không ạ? Vâng. Thì đây trước mặt các bác đây là một cặp máy phân tần. Hiện tại em để sót trong kho, vừa bỏ ra lau chùi một chút nên này nó do vận chuyển hơi vỡ này, tiêm thay nói Fris. Hiện tại mẫu này ngày xưa bán là 750.000 một đôi này. Đấy, và bây giờ bán xả thanh lý mà vừa bán vừa cho vừa biếu các bác nhá, là các bác đấy em sẽ hàng sẵn luôn cả dây này. Cái này đánh cho phun đơn này, dùng cho từ bát 25 đến bát 40, 50 được. Thì mẫu này mẫu nâng cấp của ngày xưa. Ngày xưa là không có nõi Fris đâu. Mãi sau này có một nõi Fris này thì nó cho tiếng tốt hơn. Tiếng tép thì cắt chính xác hơn và cái giải bát này đánh cũng đầm mạnh, êm hơn, sâu hơn. Đấy. Thì đây là phun đơn, các bác về nắp nếu mà dùng gia đình thì côn 44, còn dùng ngoài trời thì côn là phải tầm 75 nhé. Đây, mạch đây, mạch phíp thủy tinh cũng cung cấp nhá, à mạch phíp thủy tinh cung cấp nhá. Đấy, ngày xưa là như này này, đây các bác xem này, website âm thanh Kim Dung nhìn hơi bùn đất buồn tí nhá. Đấy thì thanh lý cho các bác là có 500, có 2 đôi, bây giờ đang dọn ra một đôi rồi. Đấy, đang có 2 đôi, bây giờ đấy các bác xem nhá, full đơn nhá. 500 là toàn linh kiện khủng này, các bác nhìn chở này toàn riêng cản tép đã 5 con chở rồi, cản bát này, cản tép là 6 con chở, một con chở cắt tép đằng trước này, còn đây là nọc sau này. Đấy. Cái này thì chưa có nọc bù nhá. Còn mẫu cao cấp hơn thì nó có nọc bù bát, nọc bù tép. Thì mẫu đó em làm trên cái mạch gỗ thì nó giá nó khoảng tầm bao nhiêu tiền đấy. Đây cho các bác xem luôn nhá. Đấy, các bác lấy một đôi là 500, lấy hai đôi thì 900. Hiện tại đăng lên thì sợ là đi trước một đôi, đôi sau đi nốt. Giá cũ 750 nhá. Đây vừa bán vừa giao lưu vừa thanh lý cho các bác, bán giao lưu. Đấy, cái dòng này thì các bác đánh côn tép, nếu mà dùng gia đình thì côn từ 44, còn nếu mà dùng ở trái côn 75. Đấy. Tép dùng gia đình côn 44, côn 45 đánh thoải mái, còn dùng ở trời các bác dùng cho em là côn 75 thì là được. Đấy. Và cắt tép con này, cắt tép cũng nhà cắt bát là nó rất là chính xác nha. Đấy, cái này em thiết kế tức là tối ưu hóa cho từng loại loa rồi. Đấy, các bác dùng cho 25, 30, 40 được. Đấy. Tức là đây là bán chung chung thì nó theo kiểu đó, còn nếu mà chính xác 100% thì em bán theo loa hoàn chỉnh chứ không bán lẻ này. Bởi vì bán theo loa hoàn chỉnh là nó chính xác rồi. Bát này một kiểu này, bát này kiểu này, bát nọ kiểu nọ, bát kia kiểu kia ấy, kiểu ấy. Xong tép thì nhiều loại là tép nó đáp tuyến nó khác nhau, thì riêng cái loại này thì tối ưu hóa cho một vài dòng nhất định, các bác có thể dùng cho 715 này, 6012 này, 6015 này, tức là cái loại bát các bác nắp từ bát nếu mà bé nhất nhá, cấu hình bé nhất là full 25 thì là các bác nên dùng bát 25, côn bé nhất là côn 44, trung bình là côn 63, đấy. Trung bình là côn 51 hoặc côn 63, đấy. Tép bé nhất là côn 44 rồi, còn nếu họ bát cấu hình 40 lớn nhất thì côn 100 và tép là côn 75, đấy là các bác dùng live show sự kiện ngoài trời là đảm bảo là tiếng bát đập mạnh êm sâu này, tiếng lời rõ nét này, sắc nét chi tiết này, và cái tiếng tép của nó thì nó đanh, nó siêu cao, nó sắc nét và không bị cho gắt. Đấy là một cái điểm đặc biệt của phân tần. Bây giờ em bán cho các bác là vậy. Đó. Thì các bác nào quan tâm tham khảo thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Đấy. Ngày xưa là website âm thanh Kim Như.com. Đấy, bây giờ thì thôi. Chốt giá cho các bác, các bác lấy hai đôi thì 900. Đấy. Đây thì đang quay một đôi, còn một đôi nữa thì em đang làm dở đây nên là nó hơi nhỡ nhàng tí. Đó. Thì sắp tới có vài cái mẫu mạch phân tần rẻ rẻ bán giao lưu cho các bác nhé, bán giao lưu thôi. Bán gọi là làm quen thôi, nhưng mà thật ra một cặp này các bác nhá, độc phíp mạch phíp này em đặt hàng đã vào 120.000 một đôi mạch rồi, chưa kể linh kiện đi theo. Độc tiện chở các bác mua nẻ, bây giờ các bác mua nẻ con chở này phải tầm 30-40.000 một con. Đấy, 3 con là 120 rồi đấy, cứ thế mà tính giá lên thôi. Cái điện chở 56 ôm 15W này các bác mua cũng phải tầm 8.000-9.000 một con, là khoảng 10.000 đấy. Mà chở này toàn chở xịn nhá. RVKR này, đấy là điện chở của Pháp nhá. Đấy, toàn hàng cao cấp thôi. Đấy, các bác nhìn này. Chở em để nó hơi nâu, hơi bụi bẩn tí thôi, nhưng mà nếu mà nói thật là các bác về mà dùng này thì quá yên tâm thôi. Các bác đấy em sẽ hàn sẵn luôn cả dây, là dây có bọc mút này. Dây bên trong là dây đồng mạ kẽm nhá, nó được mạ nó được kẽm khá là dày. Để các bác về mà cắt ra là thấy sợi nó trắng trắng đấy. Tuốt vỏ thấy sợi trắng trắng thì thật ra là các bác cạo cái sợi trắng trắng ra, cạo vài cái sợi đồng đó ra thì là sẽ thấy lớp mạ màu vàng của đồng.
đấy, lớp đồng luôn. Còn ngoài là mạ kẽm để chống bị oxy hóa cũng như ăn mòn bởi các yếu tố thời tiết ấy. Đó, dây nó có bọc mút này đấy. Rất là xịn, rất là cao cấp luôn ạ. Đó, 500.000 là bán giao lưu cho các bác một cặp, các bác lấy 2 cặp 900. Bây giờ còn có 3 cặp thôi đấy, đang dọn dẹp lại còn có 3 cặp thôi. Các bác nào có nhanh chân nhẹ bước thì có nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả. Trong clip lần sau thì có vài cái hàng chất hơn cho các bác, đảm bảo rẻ ạ. Vài cái bán giao lưu thôi. Đây là xả là có 2 đôi nhá. Xả có 2 đôi, còn một đôi kia đi. Để mồi đã. Xong các bác nào đặt nhiều thì lại có. Thì những cái mẫu này thì toàn chở khủng hết, toàn chở 40W 40 ohm này. Chở rất là khủng, các bác mua trên mạng chỉ có em bán và điện tử mạnh, còn ngoài ra là không ai có cả. Dám cam đoan đảm bảo các bác là vậy. Đấy, tất cả chở lên trên đây, chở trên mạch này chỉ có em và điện tử mạnh Thái Bình. Hoặc là cách làm 304 404 ấy, thì là có, còn ngoài ra là không có, em dám đảm bảo với các bác là vậy. Đây là cái mạch này, cho các bác xem lại cái mạch nhá. Mạch thì đây nó hơi bụi bẩn tí, em chưa vệ sinh qua. Đấy. Đây cái này cũng vậy, nó hơi bụi bẩn tí, chưa vệ sinh chi tiết lắm, nhưng mà nói chung là nhìn khá đẹp rồi. Đấy. Với mức giá 500.000 các bác mua loại phân tần bây giờ trên thị trường bán đầy, rất nhiều chỗ bán, nhưng mà không chắc là tiếng nó hay, nhưng riêng hàng của em đảm bảo là đánh, nếu mà dùng gia đình côn 44 là đánh còn đâu chết em, dám đảm bảo các bác vậy. Còn nếu mà đánh ngoài trời côn 75 thì cho dí mới thoải mái nhá, ok luôn. Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể các bác và hẹn gặp các bác trong video clip lần sau nha.